cảm ơn các bạn khán giả đang đến với chương trình Sự Thật Thực Sự mùa 2. Chương trình Sự Thật Thực Sự do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty TV Hub thực hiện, và khung giờ phát sóng rất là quen thuộc, và Trai nghĩ rằng các bạn khán giả đã nhớ khung giờ của mình rồi. Đó chính là 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ Ngọc Trai sẽ được phép chào đón những thành viên không thể nào thiếu của chương trình Sự Thật Thực Sự. Họ chính là ban biện luận. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ban biện luận đầu tiên, nghệ sĩ Mỹ Bi Trần và nghệ sĩ Xuân Lan. Phong cách vừa rất là quý sĩ tộc rồi, khá là áp đảo luôn đó nha. Khuôn mặt chị Xuân Lan sao nay lạnh quá vậy chị? Thì mặc bộ đồ đẹp phải lạnh chứ em, để chụp hình lấy hình cho đẹp đi, lát cãi mất đẹp. Bây giờ đối thủ của ban biện luận Xuân Lan và Bibi Trần là một đối thủ cực kỳ mạnh mọi người à. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nghệ sĩ Vũ Hà và nghệ sĩ Lâm Khánh Chi. Vô dán liền chưa gì hết là bâu tiền chị ơi. Ô mà nói vậy thôi chứ thì em thấy bản thân anh Vũ Hà, tạm gọi là ngoại đi ha, cũng đưa ra rất là nhiều cái ý kiến hay lắm đó chị, thậm chí là ca dao tục ngữ rồi nữa, nhiều lắm luôn. Đâu, đó sao không? Ca dao tục ngữ mà không có thuộc. Đó. Là sao rồi, bạn đứng ngoài như thế nào để mình chung đội? Ủa, đồng đội nhau mà hại nhau vậy chị? Không phải đồng đội nhưng mà em nói không có thuộc thì em nói không có thuộc. Có sao nói vậy không vậy? Ở một câu nào đã thuộc coi nè. Ông bà ta thường nói một câu. Sao? Ông bà ta nói quá trời luôn rồi đó. Nhiều lắm luôn đó. Ví dụ như nhớ câu hai. Dù ta nói ngả nói nghiêng. Dù ta nói ngả nói nghiêng hết sai. Để ngoài nói. Cái gì ba chân ấy? Dù ai nói ngả nói nghiêng. Đúng. Lòng ta vẫn đứng vững như kiền ba chân. Đó, thấy không? Đó. Là ngoại nói hay là công chúa nói? Ngoại muốn nói nhưng con bé này nó ăn cơm hết, nó nói trước. Thấy chưa? Chửi luôn kìa. Tôi đi qua bên kia tôi giận rồi. Trời ơi. Quý vị nghĩ đi, một mình miệng ngoại có thể cãi nổi ba cái miệng này không? Chấp luôn. Trời ơi. Hôm nay mình tôi thôi. Nhưng mà ngoại ơi, không phải ngoại nói gì cũng đúng và không phải con nói gì cũng sai. Chúng ta sẽ có qua có lại. Phan này. Đã nhỏ người này mà nết lại không được nhỏ nữa. Cái nết của con phải lớn chứ ngoại. Bởi vì con phải biết đúng sai. Con chào hỏi với ngoại và con phải biết đúng sai để con tư vấn cho khách. Là khách nào chọn cái đáp án đúng, khách nào chọn đáp án sai. Chứ làm sao con là ba phải như ngoại được. Con xin lỗi ngoại, con đi về chỗ. Trời đất ơi. Dạ vâng, chúng ta sẽ tạm thời kết. Dạ dạ xong. Cãi không có lại, chịu không? Cãi không có lại là nói gì? Mình giữ sức đi nha ngoại. Mọi người thấy rồi đó, chỉ mới khởi đầu chương trình thôi, tôi chưa mời đội chơi ra luôn. Mà chúng ta cũng có thấy được cái sự phải gọi là máu chiến của hai ban biện luận của chúng ta rồi đúng không? Và ngay bây giờ xin được chào đón hai đội chơi với cái tên cũng lạ lắm. Dạ, đầu tiên là xin mời đội ở trển. Trời ơi. Trời ơi. Đội này hợp với ngoại nè. Xuống chưa, xuống chưa? Cùng quê. Trảnh, xuống chưa, xuống chưa? Cái đội này là cùng quê với ngoại nè. Ở trển đó nha chứ không phải đây. Ủa, tụi nó phải đu dây trển xuống chứ. Khoan, lát hồi là tới đội thứ hai còn hú hồn nữa ngoại. Mà đầu tiên là phải để cho đội ở trển giới thiệu về mình nè. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai ban biện luận xinh đẹp. Em tên là Phúc Đạt. Còn em là Thái Bảo. Tụi em sở dĩ lấy tên ở trển là vì tụi em là tiếp viên. Hợp lý. Cái thời gian hoạt động của tụi em, làm việc của em thì ở trên trời nhiều hơn là ở dưới đất. Dạ, cho nên em cũng không có biết tin ai. Cho nên là... Vậy thôi đừng tin ai hết, tin bản thân mình đi. Thiệt, dạ, cái đó thiệt, okay. Tin bản thân mình đi. Rồi, đội ở trển đã xuất hiện rồi. Bây giờ thêm một đội nữa mà cũng ở. Không phải ở trển. Dạ, xin mời đội ở trống. Ủa? Hả? Ở trống. Trời đất ơi. Hay quá, ủa? Hay quá. Vậy vô bô dáng y xì đùng luôn. Mình đấu cần mời ra. Đội tôi tên ở trống để người ta trống đi. Cho tôi hỏi nha. Đội ở trển thì biết rồi. Là do cái nghề nghiệp của mình, thấy không? Cũng liên quan. Còn đội ở trống thì không biết là có liên quan tới nghề nghiệp mình không? Dạ không. À không. À có. Dạ. Thôi thôi, vậy thì để bắt đầu câu chuyện một cách suôn sẻ hơn thì xin mời cả hai bạn sẽ cùng giới thiệu về bản thân mình ạ. Dạ, chào tất cả mọi người.
đang có mặt ở trường quay. Dạ chào hai bên biện luận ạ. Dạ chào khán giả đang xem đài ạ. Em tên là Nguyễn Thị Vi và em đang làm một makeup artist. Thì cái nghề của em là ở trỏng là đúng rồi đó. À, là làm việc ở trỏng. Ở trong hậu trường á. Trỏng hậu trường. Chào con bé đi sao ạ? Em chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em tên là Phương Quỳnh và nghề nghiệp hiện tại của em là ca sĩ. Thì em cũng phải tự trỏng mới bước ra được đây. À thì nó cũng liên quan mọi người à, cũng khá là liên quan. Vâng, nói cái tên của hai đội thôi mà chúng ta đã thấy là khá là thú vị rồi đúng không? Và chắc chắn chương trình ngày hôm nay cũng thú vị không kém. Và ngay bây giờ xin mời cả hai đội chúng ta sẽ cùng tiến vào vị trí ạ. Ngọc Trai xin được phép bật mí về phần thưởng. Đội thắng cuộc ngày hôm nay các bạn sẽ nhận về một chiếc Smart TV iSlim Pro 43 inch chạy hệ điều hành Android 9.0. Đây là một phần thưởng đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo của chương trình. Và đội về nhì các bạn sẽ nhận về một chiếc điều hòa không khí iCool, một ngựa dòng inverter siêu tiết kiệm điện năng. Đây cũng là một phần thưởng đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo của chương trình. Và ngay bây giờ xin mời hai đội chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên của sự thật thật sự. Trước khi đến với câu hỏi đầu tiên thì cho phép đại hỏi các đội chơi nha. Ở đây có bạn nào đã trải qua cảm giác là được người khác tỏ tình chưa? Dạ rồi. Wow. Bên đây thì sao? Dạ. Chắc mình phải cái gì? Chưa. Bạn thì sao? Dạ rồi ạ. Vậy thì là bạn có thể kể một tí xíu về cái kỷ niệm đó cho tụi mình được nghe được không? Em có gặp một cái bạn thì nhỏ tuổi hơn. Ừ. Thì bạn đó làm việc ở một quán trà sữa. Cho nên là mỗi lúc mà em đi làm á thì em hay xuống đó uống. Cái lâu ngày thì bạn mới bắt đầu là tự nguyện giao trà sữa cho em. Và trên cái ly trà sữa đó thì nó sẽ có một cái quai. Thì bạn sẽ hay viết những cái dòng câu nói giống như là đỏ chứng tỏ yêu thương hay gì này nọ. Thì ngày nào bạn cũng viết như vậy hết. Cái đó là rắc thính nhẹ đúng không? Dạ à, đúng rồi. Ngày nào hên xui không biết đúng không? Dạ. Rồi, vậy là còn các chàng trai chúng ta nhìn thế nào ạ? Thì hồi lúc em chắc năm 12 em đi luyện thi ở trường Lê Hồng Phong. Thực ra là cái trường Lê Hồng Phong là tất cả mọi cái trường khác đều vô học ở đó, chứ không phải là cùng học ở đó mà luyện thi. Trong lớp em chỉ ngồi nghe giảng thôi, em đeo mắt kính rồi em cứ viết thôi nên không ai biết em là gì. Em dắt xe đi ra đi về thì một vài bạn nữ khác nhau khác ngày nhá. Cái bạn hay gửi thư cho em lắm. Nhưng mà em không có trả lời, sorry. Vậy thì là cái hướng tiếp cận của các bạn để tỏ tình mình á. Dạ. Là viết thư. À dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Ok, đó cũng là những cách mà chúng ta thường hay lựa chọn để mà tỏ tình. Và câu hỏi nó cũng liên quan đến cách tỏ tình, nhưng mà là không phải là viết thư hay là tặng trà sữa gì cả. Bồ câu. Là hát. Hát mọi người à. Câu hỏi như sau nha. Theo phân tích của các nhà khoa học, nếu bạn tỏ tình bằng cách hát thì thầm vào tai đối phương thì bạn nên hát tai bên nào? Quá dễ, tai phải. Tại vì người ta hay có câu là nam tả nữ hữu, là nam lúc nào cũng là bên trái, nữ lúc nào cũng bên phải. Và nhất là có những cái trường hợp á, thì thường thường mà người ta tỏ tình mà hát qua cái tai của mình, chẳng hạn như nó hát hay thì ok không sao, mình có thể lấy tay mình choàng qua cổ rồi hôn luôn. Hát dở quá thuận tay bùm nằm một đống. Bạo lực quá hợp lý vậy. Ủa sao mà em thấy bạo lực dữ vậy chị? Không phải, chị hoang mang. Thật ra cái này chị có hơi mâu thuẫn một chút với lại BB. Có nghĩa là tay phải là đúng, bởi vì tay phải là cái tay nhạy hơn tay trái, nên tất cả những cái thông điệp, nhất là thông điệp yêu thương, mà đặc biệt đối với phụ nữ, người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Khi mà người ta nghe thả thính, người ta nghe những cái lời thầm thì dễ thương nói về yêu đương, thì cái lỗ tai bên này người ta sẽ cảm nhận nhanh hơn, người ta nghe rõ hơn và người ta sẽ dẫn tới cái sự rung động. Thì tại sao người phụ nữ luôn luôn thích nghe lời ngọt, mặc dù người đàn ông đó có đối xử với mình như tàn nhẫn đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà người ta lại, người ta cũng rù rì, người ta xin lỗi, người ta năn nỉ, người ta hát mấy câu vô lỗ tai thôi. Đặc biệt bên tay phải luôn luôn người ta sẽ nói chuyện giống như vậy nè. BB chị nói em nghe nè, thấy dễ thương không? Đúng là cái góc bên này cũng đẹp hơn, chứ còn không nè, các bạn nhìn nè, BB chị nói em nghe nè, thấy vô duyên không? Vô duyên gần chết. Tôi là đồng ý là bên đó là cái lỗ tai bên phải là nó sẽ nhạy hơn. Nhưng em này em thích nói làm thì thầm bên lỗ tai trái. Đúng. Lỗ tai trái em nghe em cảm thấy nó dễ chịu hơn. Còn lỗ tai phải nói em nhiều khi á,
Em khó chịu, em không thích. Tại vì các nhà khoa học người ta đã phân tích lỗ tay phải nhạy cảm hơn và lỗ tay trái ít nhạy cảm hơn. Mà người phụ nữ khi thì thầm, khi tỏ tình và đặc biệt là khi hát nên hát ở bên tay trái. Vì kiểu bên này nó nhạy cảm quá, hát một cái là người ta giật nảy mình lên, hoặc là những cái là câu chói tai khó chịu. Thôi giật cái gì mà giật dữ vậy? Nghe không có rõ. Không nghe rõ. Là mất tập trung. Mà đặc biệt nha, khi tỏ tình mà câu mất, câu không, câu được là không hiểu được gì hết. Không phải không hiểu mà nó phải mơ mơ màng màng. Vì khi tình yêu mà khi mà họ yêu nhau nó phải mơ màng màng mơ. Lúc ấy thì yêu ra màu tím nó mới có màu hồng. Còn bên kia nghe rõ quá, nó toàn là màu trắng và màu đen, yêu không nổi đâu. Nghe này. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Lâm Chi Khánh Chi à, biết em mấy chục năm nay, hôm nay lần đầu tiên anh thấy thích em quá. Đấy đấy thôi. Nói gà hết luôn á chị ơi. Còn bên tay phải. Còn bên tay phải này. Em ơi đây nhìn thấy thấy chưa? Đấy rồi chị chị. Lỗ tai phải chỉ để dành cho chuyên viên âm thanh, người ta ngồi ta mix nhạc, nghe âm thanh hay hay không là cần cái lỗ tay phải. Còn bên đây để dành sự yêu thương và tỏ tình. Nha. Hãy tin ngoại. Hãy tin ngoại. Trời chị Chi diễn nét tinh tế ghê luôn á. Có giật diễn không hề giả. Anh Hà nói lớn quá. Diễn không hề giả. Với em thì cứ hễ mà ai mà hát thì thầm bên tai em dù trái hay phải thì em cũng nhắm mắt thôi. Em sẽ mê. Hưởng. À dạ hưởng đúng rồi. Đáng. Một cái chuyện này nữa là với em nhớ không lầm thì cái bán cầu não bên trái nhờ sẽ điều khiển cái nửa bên phải này mà nó thiên về nghệ thuật. Còn bán cầu bên đây thì nó thiên về khoa học toán học. Mà cái việc đưa ra đây là hát. Hát nó thiên về nghệ thuật nên em nghĩ bên này thì nó ảnh hưởng tay bên này nên em chọn tay phải. Em nghĩ vậy nha. Wow. Phân tích thấy gọi là rõ ràng. Ôi, khoa học lắm luôn á. Rõ ràng lắm luôn đó. Mà không biết đúng không nha. Mà không biết đúng không nha cho nên thường mà phân tích hay mà cầu kỳ là hay bị sai. Bên tụi em. Em đến đây là vì ngoại của em. Yes. Cho nên wow. Tin bất chấp. Dạ, rồi sau người ta gọi là trái tim. Nằm bên trái cho nên là em nghĩ là nó là bên trái. Yes. Một cái căn cứ và một cái cơ sở mà nó không có cơ sở nào hết. Đúng. Cái quan trọng là mình tin và mình yêu mến mình. Đúng không? 6 dạ, câu. Con cứ lựa ngoài, bảo đảm con sẽ thắng. Rước cái tivi to đùng về nha. Đấy. Chị hiểu em ở trỏng mà ở trỏng nào rồi đó. Chị hiểu em ở trỏng nào rồi đó. Ở trong tim ngoại. Đó. Ừ. Ôi trời ơi. Chị ơi, u mê rồi. Không phải. Ngoại với em ở cùng chỗ. Ơ. Trời đất ơi. Rồi, vậy thì là cả hai đội chơi chúng ta đã thống nhất ý kiến rồi ha. Không có sự thay đổi gì cả. Dạ. Với đội ở trên thì các bạn chọn nếu như mà có tỏ tình với lại người thương thì hãy hát thì thầm ở bên tay phải. Dạ, đúng rồi. Rồi, còn đội ở trống. Các bạn lại chọn cái đứa là nếu mà hát tỏ tình với là người thương thì là sẽ nghe bên tay trái đúng không? Dạ. Hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Và đây là đáp án của chương trình đưa ra. Trên thực tế, nếu tỏ tình với một người mà hát thì thầm vào tai thì nên hát thì thầm vào tai phải. Tai trái. Tai phải. Nghe hay quá. Tai trái và tai phải của con người xử lý âm thanh khác nhau. Một nghiên cứu mới trên trẻ sơ sinh đã tìm thấy tai trái lọc tiếng nói tốt hơn, trong khi đó tai phải lại lắng nghe âm nhạc hợp hơn. Và với câu hỏi đầu tiên, đội ở trên đã mang về cho mình 10 điểm đầu tiên. Vô. Với những cái gì mà đang xuất hiện trên bàn của ban bình luận viên của chúng tôi là nó đều liên quan tới câu hỏi này. Câu hỏi như sau: khi mà các bạn ăn phải thức ăn quá cay thì việc uống một ly sữa sẽ làm hết cay, đó là nhận định đúng hay sai? Hết câu hỏi. Ủa, em thấy cái đó là hầu như là ai cũng sẽ biết luôn mà. Có nghĩa là khi mà mình ăn cay á, mình muốn là từ chị hết cay á thì chỉ có cách là uống sữa thôi. Cay quá. Cay quá.
Lấy miếng sữa uống ngậm vô ngoài là hết. Chị mới uống miếng sữa nè, trời ơi. Uống vô thì nó ngọt nhưng mà bỏ cái này xuống cho nó cay dễ sợ, nó sáng hồng luôn nè. Trong sữa có một cái chất, chất triệt tiêu với chất cay. Thí dụ như một em bé nào đó đang ăn cái gì mà dạng như là tương ớt, hoặc là ăn mì cay hoặc là gì đó mà chạm vào ớt thì đưa tay lên thì lập tức mẹ sẽ cho uống sữa mà để mát lạnh thì sẽ làm giảm cay cho con ngay lập tức. Thiệt mà, trong những cái cuộc thi mà mọi người thấy thi ăn ớt hay là thi ăn mì cay á, tất cả đều để cái bình sữa, đâu phải là ngẫu nhiên người ta kêu sữa ra người ta uống mà để là giảm cái độ cay là không hề. Chị mới ăn xong nè, chị mới uống sữa nè, vẫn cay bình thường. Trời ơi, lúc uống vô thì nó không cay, uống vô nó hết cay mà bây giờ nuốt vô trong tới bụng cay lại bình thường mà đó. Sữa này ngon thiệt chị, sữa ngon. Sữa ngon nhưng mà nó vẫn cay. Nhưng mà các bạn có bao giờ đi ăn mì cay 7 cấp độ chưa? Dạ rồi. Ở những cái nhà hàng đó luôn luôn có một cái tủ lạnh chứa đầy sữa. Đúng. Và sữa đó là sữa để cho các bạn cấp cứu khi các bạn over cái mức độ cay của các bạn. Khi cay quá là sữa lạnh đưa ra để cho các bạn có thể ngậm để uống liền, để giảm cái tiết chế lại cái độ cay liền. Biết sao mì ăn ngon là thường thường người ta làm mì để đi đâu với sữa, đây là cái giống như là một cái combo thôi. Chứ thật sự sữa nó không thể là làm cho hết cay được. Chỉ có nước suối hoặc là trà. Trà thôi. Trà không có thịt mà, trà tươi hoặc trà xanh á. Nè, người ta bán mì cay, người ta bán đường sữa tươi cộng hai số tiền. Ừ đúng rồi, chứ bây giờ trà toàn là xin thêm không mà, có đâu nó mua đâu. Trà cũng tính tiền thêm. Mà trà tiền rẻ hơn. Mà thường trà là ở quán là trà uống phi. Thông thường á, theo em biết một cái cách mà để trị cay mà công hiệu nhất đó chính là uống nước nóng. Nước trà nóng mình uống vô một cái nó sẽ bị điếng liền nhưng mà nó sẽ hết ngay. Còn mình cứ uống nước lạnh, nước nguội, nước gì đó thì nó sẽ cứ dai dẳng. Em thì thấy bên đội anh Vũ Hà với chị Lâm Khánh Chi rất là duyên dáng luôn, em muốn chọn lắm. Nhưng mà em sẽ chọn theo đội anh BB Trần. Tại vì em nghĩ là sữa nó có một cái enzyme gì đó ở trong nó, thì nó lấy ra từ động vật nè, nên nó sẽ làm cho những cái gai lưỡi của mình nó hóa học ấy, một cách trung hòa nào đó cho cái sữa cay nó bị mất đi. Nếu mà sử dụng một cái loại khác thì em không rành, nhưng mà sữa thì em nghĩ là chắc là nó sẽ dịu đó. Dạ, vì nó lấy từ động vật hữu cơ, tác động với một cái gai lưỡi hữu cơ thì nó sẽ có công hiệu. Ở Trọng ơi, nãy giờ các bạn im lặng hơi bị nhiều rồi đó. Dạ, giờ tụi em ra. Ra đi. Dạ. Em ra thì em. Theo quan điểm của em thì em đồng ý với chị Xuân Lan là tại vì em có cùng trải nghiệm với chị, là cũng từng ăn một món rất là cay và em đã ăn mì cay ở cấp độ 6 vì em rất là thích ăn cay. Nhưng mà em lại quên là cay quá thì nó sẽ làm bao tử và cái lưỡi nó bị rát, nó rất là đau, cho nên là em chữa cháy bằng cách là uống sữa thì thật sự là nó sẽ không bị đau nữa. Cho nên em tin là sữa có thể giúp là giảm cay. Vậy là các bạn không hề thắc mắc gì cả. Chỉ với cái phần biện luận của bài biện luận chúng tôi thôi là các bạn có thể dễ dàng lựa chọn câu trả lời luôn à. Quan điểm của em thì khác. Cái dòng này hơi đối lập với nhau xíu. Em vẫn là một lòng hướng về ngoại em. Đúng rồi. Nhưng mà đây là chọn con tim, còn em là chọn theo lý trí. Tại là vì em có trải nghiệm. Tại vì đối với một người mà ham học hỏi và thích đọc sách như em thì em có đọc là mình uống nước nóng thì nó sẽ trị cay. À. Chứ không phải là uống sữa. Mà ngoại em thì uống nước trà nóng, trà nóng. Đó. Vậy thì là chúng ta chỉ nên quay về là cái nhận định là uống sữa sẽ giúp cho hết cay là đúng hay sai thôi. Khi mà người ta nói chẳng hạn như mình dưỡng tóc đi, dưỡng tóc này kia cho đẹp á, thì có phải là có bồ kết không? Có phải là có dầu dừa không? Có phải là có ô liu? Em đang nói là một cách dưỡng tóc mà nó có 3 cách, thì đương nhiên cái cách trị cay nó cũng sẽ có nhiều cách, và nước trà nóng là một trong những cách đó, thì sữa nó cũng nằm trong một trong những cách đó, mọi người hiểu không? Nên là câu hỏi ở đây là không phải là trà nóng và sữa, mà câu hỏi ở đây là sữa có trị được cay hay không, là đúng hay là sai thôi. Đang focus vô sữa. Đây luôn luôn nhắc lại điều này rất là nhiều lần. Đó vậy thôi, đơn giản mà. Đang focus vô sữa. Mình đừng có phân biệt cái sữa với lại trà nóng kia chứ. Vậy thì sự lựa chọn của hai đội chơi của chúng ta sẽ như thế nào ạ? 3, 2, 1, mọi người sẽ cùng chỉ tay về phía ban biện luận mà mọi người chọn nhé. 3, 2, 1, xin mời. Thuyết phục quá mà mình thuyết phục quá mà. Bởi vì hai đội chơi chúng ta đã có sự lựa chọn trùng khớp với nhau, cho nên các bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các bạn khán giả đang ở phía sau mình. Nếu như các bạn khán giả mà là lựa chọn trùng khớp với ý của đội mình á, nhiều hơn đội khác, thì tất nhiên 10 điểm của câu hỏi này sẽ thuộc về các bạn. Đầu tiên sẽ là đội ở Trọng mà.
15 người đồng ý. Hầu hết luôn ạ. Bên đây ạ. Xin mời 1, 2, 3. Có 9 người thôi. Một bên 15, một bên 9, nhưng mà là trai vẫn chưa công bố đáp án cuối cùng mà. Thấy không? Dạ. Cho nên là chúng ta vẫn chưa có biết được rằng câu này có đem về 10 điểm cho đội của mình hay không. Và đáp án của chương trình đưa ra như sau: khi ăn phải thức ăn quá cay, uống sữa sẽ hết cay là nhận định. Sai. Uống sữa thật ra chỉ làm đỡ cay thôi chứ không làm hết cay được. Uống sữa là một cách rất là tuyệt vời để làm dịu cảm giác cay nhanh, vì nó có tác động đồng thời lên vùng lưỡi lẫn cuống họng. Casein là một loại protein tìm thấy trong sữa, và nó có tác dụng như là một chất tẩy rửa và sẽ làm cảm giác cay xé trên lưỡi tạm thời bị tan biến thôi, chứ không phải là hết cay, chỉ giảm thôi nha. Có giảm, tại vì câu hỏi hồi nãy là hết cay đó, hay là giảm cay. Đúng rồi, sai thôi, là vẫn có đó nha các bạn. Tóm lại là như thế này, ông bà ta thường nói một câu: con không ăn cá, cá ưa ăn. Đấy, con không biết nghe lời ngoài là trăm đường con hư. Cá không, cá ăn, không ăn muối, cá ưa. Thì vâng, con muốn nói thế đây. Và với cái phần lựa chọn mà nó không có được chính xác lắm của hai đội chơi, thì ở câu hỏi số 2 này hai đội không có điểm. Tiếc quá. Tiếc. Trời ơi. Không nghe lời chị. Rồi, chỉ mới hai câu hỏi thôi, chặng đường phía sau nó vẫn còn dài lắm. Hiện tại bây giờ chúng tôi sẽ được tổng kết số điểm sương sương ha. Ở trển các bạn có 10 điểm, tạm thời dẫn đầu. Ở trọng, đầu tiên thì các bạn nên giữ vững cái tinh thần của mình ha. Yêu ai thì yêu cho trót ha. Hiện tại bây giờ các bạn vẫn chưa có điểm, nhưng mà không sao, chúng ta còn rất là nhiều câu hỏi để cho các bạn có thể giành về số điểm của mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3 của sự thật thật sự. Và câu hỏi số 3 như sau. Thì trước khi mà vào câu hỏi thì ra muốn hỏi các bạn là khi mà đi du lịch á thì các bạn thường hay thích chụp hình đúng không? Dạ. Thì đối với lại những người nào mà là có khả năng tạo dáng hạn chế như trai á, thì trai tạo dáng nó rất là căn bản. Thì theo như bạn, những cái dáng căn bản á khi mà chụp hình thì nó làm sao? Dạ, với nam thì dễ thôi, khoanh tay anh. Đứng yên thật vào tay vô quần. Rồi tay chân là có làm gì không hay là chỉ khoanh tay là vậy thôi? Theo em thì nam thì có cái là đút tay vô quần nữa. Đút tay vô quần rồi để cho nó lịch lãm hơn hay sao? Còn là vuốt tóc. Em nghĩ là vậy. Vậy còn các bạn nữ thì sao? Em thấy đúng rồi, anh cũng thường hay như vậy đó. Em thấy nam người ta có nhiều dáng mà tại mấy bạn không chịu, ý là không có tự tin làm thôi. Dạ, xin mời. BB Trần vi phạm ạ. Ở đây là trai học luôn á nha. Vài dáng cơ bản thôi. Nhức đầu. Nhức hông. Số. Đau bụng. Ủa cái gì sao mà đau không vậy? Ủa nhưng mà tao dán chụp hình bàn, tao dán đau bụng, em lạc đường rồi, cái gì kia vậy? Ủa chị không, em chụp hình. Thì tao dán chụp hình nhưng mà cái tên để mình phân biệt đó chị, đúng không? Đó chẳng hạn như đau hông đó, đau bụng. Không, nhưng mà mặt mình vẫn phải tạo dáng đó. Đau đầu, đau chân. Thấy không? Con trai ai mà tạo dáng như vậy? Thực ra mà nói thì cái vấn đề mà chúng ta đi du lịch á và chụp hình đó là cái việc mà là không thể nào thiếu rồi. Nhưng ở một số nước, cái vấn đề mà là chúng ta làm ra những cái cử chỉ đó và những cái hành động đó, thí dụ như là say hi nè hay giày nè, đôi lúc nha nó lại không phù hợp với lại văn hóa ở nước đó. Và câu hỏi này nó cũng tương đồng với lại cái ý mà là bạn vừa mới nói là bạn này hay chụp hình vậy đúng không? Nhưng câu hỏi như sau nhá: khi bạn đi du lịch ở Anh á, động tác giơ tay chữ V nhưng không phải như vậy mà lòng bàn tay hướng vào phía trong, nó có nghĩa gì với người Anh? Hãy đến với em đêm nay. Hãy đến với nhau cho tình yêu sáng. Thả thính. Thả thính. Đó, thả thính những người xung quanh đang nhìn mình chụp hình, và đặc biệt là thợ chụp hình. Mà thường thợ chụp hình đâu có phải là mình thuê mướn gì đâu, là cái người thường đi theo với mình trong đoàn của mình. Mình thả thính. Hoặc là mình thích một người đó. Đúng. Mọi người nhìn nha, trên cái hình đó là quay cái bàn tay ra ngoài nha, mà chưa chắc đây là nước Anh nha.
với nước Anh á, cái biểu tượng của người Anh và cái niềm tự hào của người Anh là nữ hoàng Victoria, cũng có nghĩa là victory là sự chiến thắng. Chiến thắng á, mà mình để cái lòng bàn tay úp vô mình đưa ra như vậy là sự xúc phạm, giống như là cái gọi là phạm húy. Khi mà đọc tới tên của nữ hoàng hoặc là một cái dấu logo tên của nữ hoàng là Victoria thì là các bạn không nên quay cái lòng bàn tay vào trong người mình á, giống như mình khinh thường người ta và mình xúc phạm người ta, đó là một cái sự kỳ thị á. Chắc là hai bạn ở trển đã bay đi mà không biết là đã qua tới Anh chưa, thì các bạn sẽ biết là cái điều mà chúng ta sẽ được nhắc nhở về cái văn hóa của mỗi nước. Khi tới nước Anh không bao giờ được làm cái biểu hiện là hai ngón tay như vậy và quay cái lòng bàn tay vào trong. Mà chị Lan ơi, nếu mà mình làm như vậy á, theo như chị nói đó là ý kiến là xúc phạm đi ha, thì sao mà xúc phạm? Người đối diện sẽ cảm thấy như thế nào, mà thậm chí là họ sẽ hành động như gì? Họ rất là cáu. Và người Anh á, người Anh họ rất là bảo thủ và họ rất là cọc tính. Có nghĩa là khi mà bị xúc phạm như vậy là họ có quyền phản ứng rất là mạnh và họ có thể báo cảnh sát. Dạ, vì phải... cái sự xúc phạm đây là đụng chạm về cái tự hào dân tộc của họ luôn. Bây giờ giả sử nha, Bibi Trần đang là người Anh đi, thấy không? Và đối diện với lại cái việc cái dù là đưa tay như vậy nè, thì cảm xúc của Bibi Trần nó sẽ như thế nào? Bibi Trần không phải người Anh. Tiếc ghê. Quê em ở đâu? Em ở châu Đốc chứ không phải châu Âu đâu. Rồi sao biết cảm giác bây giờ? Thiệt á, tao chỉ đưa thử thôi. Xúc phạm. Cái này giống như là bị chưởng vậy đó. Ủa ngoại ơi, tại sao như vậy lại là thả thính nhà ngoại? Thấy nó giống như là móc mắt hơn á. Nhà sao móc mắt hơn? Không, em nói con nó đúng á. Giống như chị Xuân ơi chỉ nói là victory á là chiến thắng đúng không? Thì ngược lại thất bại. Mà khi mà mình giống như mình khinh bỉ một ai đó mà kiểu là mày thất bại kiểu vậy á. Tại biết làm sao không, nói như thế này là giống như móc mắt, là tại vì cuộc đời của con chưa có ai thả thính cho con. Nhưng ngay lúc từ đầu con ra con bảo là cả đời con chưa có ai thả thính cả. Đau con rồi. Đang ế chương ế chảy nên cho nên con đâu có biết là cái điều này là có người đang là thả thính con hiểu không? Hỏi như ngoại chi rồi ngoại trời ơi cái gì vậy? Đâu mà là bôi dữ vậy ngoại, bôi tới cái mức độ mà em nó bị choáng váng luôn ngoại ơi. Kìa nó đi nó móc miệng ngoại sang chấn luôn kìa. Nó bảo là ngoại như thế này là móc mắt hả ngoại. Em biết sao bây giờ em coi vô lý lắm luôn á. Này nghe nè, em coi hình của những người Anh ấy chuyên môn ta chào vậy không? Em coi nó đi, bây giờ mấy em coi đi, em sang cái chương trình gì vậy? Em lên YouTube em coi hình tất cả những anh đều chào vậy không? Em mới còn ngoài một cái đêm. Sao nè, con muốn tin ngoại lắm nhưng mà con nghe nó giả trân rồi ngoại. Trời yêu thương. Thiệt ra nãy giờ em nghe chị Xuân Lan nói lý giải quá trời lý thuyết rồi, mà cái nào cũng hợp lý hết. Mà một cái sự hợp lý nhiều á thì em sợ nó là một cái chồng mình vô. Thôi bây giờ tạm thời để cho các bạn hội ý xíu nha. Giờ qua bên đây nè. Tụi em sẽ quyết định là vào chồng. Thôi tin chị Xuân Lan. Vô chồng. Vô chồng luôn. Rồi, vậy thì đội ở trọng các bạn đã lựa chọn hướng biện luận của Bibi Trần và Xuân Lan, đó chính là hành động dơ hình chữ V mà cái lòng bàn tay hướng vào trong là xúc phạm. Có thay đổi gì không? Thấy cái mặt bạn có vẻ là không có chắc chắn rồi đó. Dạ không. Mặt chắc chưa? Mặt rất có chính kiến. Ok, mình tin bạn, không thay đổi gì nha. Tới bên đây nè. Thiệt ra thì đồng đội của em đã chọn ngoại hào với chị Long Khánh Chi, mà em thì chọn anh Bibi với chị Xuân Lan. Đáp án cuối cùng của đội ở trển là cho em chọn, anh không quan tâm. Rồi đúng rồi, cho bạn này chọn. Ê, có chọn mà sai hay là đúng? Không quan tâm luôn. Ok. Giận giỏi gì không vậy? Có giận gì không? Dạ có, nhưng mà đang chơi game mà giận. Thôi chơi đi, bỏ đi. Mình đã để người ta quyết định. Ủa sao vậy? Cuối cùng là để cho gia đạo người ta sắp xếp mà tự nhiên sao. Cái chương trình này kỳ nha, cứ thế mà cặp mà vô chơi game mẹ tình cảm. Sức mẹ tình cảm. Rồi. Nhưng mà mấy em đừng có nghe vậy hoang mang nha, có những cặp tới đây chơi game xong nhiều khi ngồi ngược đội nè, xong nó về cưới nhau luôn, đẻ con luôn. Thiệt. Chị nói vậy mới hoang mang. Em mới là người hoang mang nè chị. Em nói vậy lên. Phải em nói sao em trốn luôn á chị. Rồi vậy thì sao nè? Quyết định của em là em theo bên đội của anh Bibi Trần, chị Xuân Lan. Chọn mà áp lực quá. Này là kèo dưới rồi. Này kèo dưới đúng không? Chơi mà áp lực quá, chơi chi trời. Kèo dưới rồi. Em mà chơi á, em chơi với bạn chị đang em ăn hiếp bạn quá, em áp lực quá. Cái miệng em nói là cho quyết định như mày, em chỉ cho anh làm chứ ghê quá. Em chỉ cái tên chương trình thôi. Trời đất ơi, cái gì mà chơi áp lực tội nghiệp mà đè đón người ta.
bạn lựa chọn thì là cũng phải có một cái lý do vậy đó đúng không? Dạ, chứ đúng đâu thể rồi, nào mà là theo cái ý của mình, tại vì hồi nãy là bạn với đồng đội của mình là đã trật nhịp với nhau rồi đó. Em có hơi lấn cấn bên đội của ngoại Hà thì theo em nghĩ là bên đây lý thuyết sẽ khớp hơn. Dạ, tại vì bên đội của ngoại Hà thì ít thông tin một xíu. Vậy là sau một hồi suy luận, suy ngẫm rất là nhiều thời gian thì là bạn quyết định vẫn chọn bên đây. Dạ đúng. Rồi, vậy là ở câu hỏi này là cả hai đội chúng ta lại một lần nữa lựa chọn câu trả lời giống nhau. Và trước khi trai công bố đáp án của chương trình, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng các bạn khán giả ở phía sau lưng của hai đội chơi đó có thực sự là trùng khớp với lại ý kiến của các bạn nhiều hay không nhé. Đầu tiên sẽ là đội ở trỏng ạ. Xin mời các bạn khán giả. 13 bạn khán giả đã trùng khớp ý kiến với bạn. Giờ tới bên đây nè. Mười hai người chưa biết được đúng hay sai mà. Đây là những thông tin mà chương trình đưa ra nhé. Hành động giơ tay chữ V với lòng bàn tay hướng vào phía trong ở Anh được xem là một hành động tán tỉnh, là quan niệm. Hoàn toàn sai lầm. Cái hành động này nó giống như là một lời xúc phạm với người đối diện của anh vậy đó. Tại các nước thuộc Liên Hiệp Anh như là Iceland, Australia hay là New Zealand, khi bạn ra hiệu dấu tay hình chữ V mà cái lòng bàn tay hướng vào phía trong á, thì nó sẽ có ý nghĩa là xúc phạm đối phương. Do đó nếu như mà các bạn có đi du lịch ở Anh á, hay là ở những cái nước nào khác, thì cách tốt nhất là chúng ta nên tìm hiểu về văn hóa cũng như là những cái cử chỉ mà những người dân địa phương người ta thường dùng để có gì mình tránh kịp nhé. Qua ba câu hỏi của vòng đầu tiên, số điểm của hai đội tạm thời đang huề nhau với 10 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến vòng 2 của sự thật thật sự các bạn nha. Vòng 2 của chương trình như sau, ở trên sân khấu chúng tôi có hai nhân vật trong bộ đồng phục là đầu bếp. Nhưng chỉ có một người trong số họ là đầu bếp thật sự mà thôi. Hai đội chơi phải cố gắng làm sao tìm ra người đầu bếp thật sự đó là ai. Và hai đầu bếp của chúng tôi tất nhiên là phải biểu diễn cho mọi người cũng như là hai đội chơi được chiêm ngưỡng chứ đúng không? Để có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Và bây giờ lượt biểu diễn đầu tiên họ sẽ trình diễn với lửa trên chiếc chảo điêu luyện của mình. Dạ, không biết là hai đầu bếp chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Dạ, xin mời âm nhạc nổi lên ạ. Wow. Rồi, hết phần trình diễn đầu tiên. Thấy hai kết quả hoàn toàn khác nhau đúng không? Dạ, anh ơi cho em hỏi xíu nha. Dạ được. À, tại sao anh bên đây lên lửa mà anh bên kia chưa có lửa? Nhìn thấy người ta cố tình đánh lừa sao? Không, chắc chắn anh bên này là đầu bếp. Tại vì nhìn cái phong thái của anh đi và cái cách mà anh thực hiện, mọi người thấy không? Rất là điêu luyện và rất là chuyên nghiệp. Và bên cạnh đó chúng ta còn thấy anh có thể cho mượn bàn tay không? Đây, mọi người có thể nhìn thấy rất là xứng đôi. Không phải là vậy. Bàn tay chai sạn. Bàn đó. Tay năm ngón anh trao cho ai? Trời ơi, mà rất là chắc luôn đó, cho nên là chứng tỏ anh này là làm bếp. Nói rất chung là, nhiều. Là cũng phải dùng đó. Chảo nhiều đúng không? Phải dùng rất là rồi, nhiều. Rồi các bạn có thấy hồi nãy đầu tiên khi mà nói chuẩn bị lên chảo thì ở bên này và bên kia cùng quan sát thì riêng anh bên này có cái hành động là nhấc chảo lên nhìn lửa xong mới để xuống. Xong bắt đầu mới cho dầu vô. Lúc mà Ngọc Trai đang nói thì câu chuyện này chỉ có người đầu bếp chuyên nghiệp mới kiểm tra lửa. Ở bên kia tại sao không thành công? Tại vì không nhìn cái ngọn lửa có lên hay chưa mà lại vẫn làm theo những cái thủ tục như vậy. Thì có nghĩa là các bạn biết như vậy là ai thật ai giả thôi ha. Đó là một cách giải thích
Nhưng theo kinh nghiệm dân gian và cũng như là theo ông bà to nó ngày xưa. Ông bà nói sao nè? Mà nó sao? Nhìn mặt mà bắt hình dong. Trong mặt vậy mà bắt hình dong. Con lợn nó béo thì lòng mới ngon. Ừ vậy đi. Đây, đây mọi người là nhìn đi. Mới là đầu bếp thật sự. Còn đây là học trò. Tất cả mọi thứ gì mà ngon nhất, tất cả mọi thứ gì mà để trình diễn đã làm hết cho học trò. Còn ông thầy, dầu người ta không có để sẵn mà người ta phải đổ ra, người ta mới bỏ lên. Còn bên đây ông thầy, ông đi, ông sắp đặt trước, ông đổ dầu sẵn cho thằng học trò này rồi. Thằng bé cứ thế mà làm, còn ông này ông đứng ngồi, ông giả vờ. Nghe, nhìn thấy mà giả vờ xong rồi quốc với hai mà một ông, cái sai theo được. Ông phải làm bộ vậy để cho người ta đánh lừa là đánh lừa, đúng không? Chứ đơn giản thôi bây giờ. Dạ, chào thầy. Phun một cái lửa. Dạ, chào thầy, thầy đầu bếp ạ. Thầy ơi, thầy dạy học trò bên đây nấu món gì vậy thầy? Dạ, dạy món Á. Dạ, món Á. Món Á là hôm nay mình bắt chảo dầu nên là mình làm món gì vậy thầy? Dạ, làm món tôm rang muối Hồng Kông. Thấy chưa? Tôm rang muối Hồng Kông ở sao thầy không? Thầy hỏi, hỏi đầu bếp người ta mà hỏi thấy ghê vậy. Để người ta từ từ trả lời chứ trời. Sẵn sướt như vậy. À, chị chào em. Rồi, hôm nay là em làm món gì? Hôm nay em sẽ làm món Âu. Món Âu. Rồi là em sẽ làm món gì nè? Món Âu là món tôm rang muối. Hai người ta làm chung một món, đúng không? Nhưng mà bên đó nói là Á, bên đây nói là Âu, để từ từ rồi. Tôm rang muối sao em, có gì điều gì đặc biệt không? Mình nghĩ là điều đặc biệt thì mọi người tí xíu sẽ xem tài nghệ của mình trình diễn món tôm rang muối như thế nào. Rồi, dạ xin mời ý kiến của bạn. Không, bây giờ mình hỏi thử coi hai anh này đã coi như là làm là biết được bao lâu. À dạ, dạ làm được bao lâu rồi? Anh làm bếp được. Anh làm bao lâu rồi? Hiện tại thì anh làm bếp được 8 năm rồi. 8 năm. Còn anh bên kia? Dạ được 10 năm 3 tháng ạ. Em có một cái thắc mắc là tại sao lúc đầu anh chế dầu vào thì anh lại phải rót ra trước rồi mới đổ vào chảo mà không đổ trực tiếp vào một lần? Tại vì dầu mình để trong chai sẵn, rót ra chén để đo định lượng. Đo định lượng. Nói chung mỗi người có một cái cách riêng khác nhau, cưng hiểu không? Cho em hỏi hai anh là hai cái chảo mà hai anh xài á là nó nặng bao nhiêu ký vậy? Khoảng từ nửa ký tới 700 gram. Dạ còn anh? Chảo của anh là nặng tầm 800 gram. Em có thắc mắc, nhưng mà em thắc mắc cái đầu tiên là nãy anh giục cái gì vô cái gì mà nó cháy ra thấy ghê vậy anh? Trong nghệ thuật nấu ăn á thì chúng ta sẽ dùng dầu để nóng lên và sau đó thì sẽ dùng một tí rượu bún vào thì lửa sẽ bắt lên dầu. Là rượu và... gì anh? Rượu chuối hột hay rượu đế? Tùy mình thôi, dạ. Tùy đầu bếp thôi. Em có vẻ rành về rượu ha. Chuối hột và rượu đế đâu ha. Rượu á mà cái độ cồn nó càng cao á thì nó sẽ bắt lửa càng tốt. Đó, cho nên họ sẽ xài loại được. Nói chung rượu nào cũng được hết. Ừ, tóm lại là ăn miễn được. Miễn là rượu ra được. Thì nè, lỡ hỏi bên đây rồi hỏi bên kia luôn. Không, bên đây là chắc chắn là đổ nước vô nó mới văng vậy chứ đâu lên lửa đâu. Đúng. Thông minh quá trời quá đất luôn. Ghê vậy ta. Con bé sáng xuống để ý ghê vậy ta. Hồi nãy giờ im im mà là để ý ghê vậy ta. Nhưng mà không có phải đầu bếp nào mà bị thần kinh hay là bị ngứa ngang ngứa ngẩn mà lại quăng nước vào trong chảo, hiểu chưa? Đây là một cú lừa ngoại một. Lần này đặt hết chọn niềm con tin hay là nghe lý trí nữa nè. Dạ, con tim. Con tim vậy là hướng về bên đây phải không? Trời ơi, thấy không? Về bên đây là có thắng thôi. Em chọn anh nè, em. Em cũng đồng ý ý kiến của bạn Việt, bạn luôn. Dạ, tại vì em thấy anh cái gì cũng good hết. Nên em chọn anh không good. Có bao nhiêu bạn khán giả sẽ ủng hộ ý kiến của đội ở trỏng mà? Xin mời. Mười ba các bạn khán giả đồng ý và là sự lựa chọn của bạn. Đây chính là sự lựa chọn đến từ các bạn khán giả ở đội ở trển. Chắc không ạ. 5 người. Năm người à, ôi giời ơi. Rồi bây giờ sẽ tới sự thật thật sự của chương trình. Ai là đầu bếp khi mà âm nhạc nổi lên? Đầu bếp thực sự sẽ trình diễn tài nghệ của mình. Và người không phải đầu bếp sẽ không trình diễn. Hồi hộp nha. Một đẹp quá, tay thật lớn ạ. Ai là đầu bếp thực sự? 3 2 1 bắt đầu. Thank you.
Và đầu bếp thật sự xin hãy bước về chảo của mình để biểu diễn ạ. Và trai cũng xin cảm ơn nhân vật hỗ trợ và còn lại. Và anh ấy là nhân vật như thế nào? Trai xin phép được bật mí sau ạ. Xin phép anh sẽ vào phía trong sân khấu ạ. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Và xin mời đầu bếp chúng ta sẽ trình diễn kỹ năng điêu luyện về đầu bếp của mình ạ. Xin mời. Baby nhìn ta say đắm đi baby. Đó anh nhìn đồ ăn mà. Thấy không? Trời ơi điêu luyện chưa? Đó thấy chưa? Người ta không có xào. Là nát, bụi. Ra nhà tài thấy á, cái nghề đầu bếp khó nhất á, không phải là sắc này sắc nọ nhưng mà là kỹ năng dùng chảo á. À, đúng dạ. Rồi. Anh thấy ví dụ như là người ta chiên cơm hay là gì đó, nếu đối với là những người nào mà không có rành á, chắc chắn là cơm sẽ bị rơi vãi ra phía ngoài. 10 con. Chị đếm 9 con. Các bạn biết làm sao không? Cái muối Hồng Kông ấy nó được làm từ giống như là có tôm sấy ở trong nữa. Ừ. Ngon. Có hình như nó có chút xíu hình như Hồng Kông thì chắc nó phải có số đít đô đúng không? Tỏi ta? Tỏi xà đúng không? Tỏi hành tím. À tỏi với hành tím trong đây luôn. Dạ. À và cho nên rắc vô nó sẽ bám vô con tôm không? Dạ đúng và rồi. Và nó không có mặn lắm nó. Ok đúng vậy thì sau phần nấu ăn của đầu bếp, món ăn chúng ta đã hoàn thành xong rồi nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mà là trai nghĩ rằng ai cũng mong chờ hết á, đói bụng quá mà. Thưởng thức mọi người ơi. Vô vì các em bây giờ phải được ăn chứ ăn buồn chứ. Còn giờ vừa được máy lạnh vừa được tivi mà giờ còn được ăn nữa bất công. Một đứa hai con. Mấy người kia đâu được ăn đâu cơm. 4 đến 8 dạ, con. Mà nãy gì anh biểu diễn quá trời luôn, nấu món ăn xong luôn rồi mà tụi em vẫn chưa biết quý danh của anh. Dạ, em xin giới thiệu với mọi người, em tên là Nguyễn Minh Đức Tài. À, hiện đang làm đầu bếp tại nhà hàng K3 416 Tân Sơn Nhì. Vâng, vậy là chúng ta đã biết được đầu bếp thực sự của chương trình là ai rồi ạ? À? Chính là đầu bếp ở phía bên ban biện luận Hoàng Vũ Hà và chị Lâm Khánh Chi. Và trước khi mà là chúng ta đến với cái phần công bố điểm số á, thì là hai đội sau khi mà đã thưởng thức xong một cái món ăn mà là trai nghĩ rằng đầu bếp chúng ta đã đặt rất là nhiều tâm huyết, thì cảm xúc của bạn như thế nào ạ? Dạ em cảm thấy hạnh phúc lắm tại em chọn đúng ảnh. Yeah. Ảnh là người đàn ông của ngày hôm nay. Wow. 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 Còn đội ở trển thì sao? Dù em thua thiệt vì mọi người không tin em nhưng mà em tự hào vì em coi tướng được. biết đâu đó là một cái khả năng thì sao đúng không? Nhưng mà anh ơi, cái bạn kia là ai mà cũng làm rất là điêu luyện luôn á. Không phải là cũng làm bếp luôn không? À không, trước khi là chúng ta đến với nhân vật hồi nãy mà đứng cạnh đầu bếp chúng ta thì bây giờ mình công bố điểm trước đi ha. Với sự lựa chọn trùng khớp với nhau thì các bạn sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của khán giả ở phía sau lưng. Và đội ở trọng với số lượng khán giả chọn về phía mình nhiều hơn, cho nên 10 điểm ở vòng 2 thuộc vào đội các bạn, xin chúc mừng. Và nhân vật hồi nãy khi đứng cạnh đầu bếp của chúng ta là một nhân vật cũng rất là quen thuộc. Anh chính là Phạm Hồng Minh, nghệ sĩ vẽ tranh lửa. Thay đồ lên khác liền, thấy không? Khác liền luôn. Không biết là anh Minh sẽ trình diễn gì ở trên sân khấu, em thấy là anh chuẩn bị rất là nhiều thứ đó nha. Hôm nay anh sẽ mang một tiết mục và liên quan tới lửa. À. Đó là sẽ trình diễn tranh lửa. Dạ. Là một trong những thể loại mà anh đã từng mang lên sân khấu và trình diễn. Ừ. Dạ, xin mời anh, sân khấu là của anh. Thank you.
Tử à? Ừ. Sư tử. Wow, quá là tuyệt vời. Một đợt pháo tay được lớn cho phần trình diễn của nghệ sĩ vẽ tranh lửa Phạm Hồng Minh. Mình có thể chia sẻ một chút về tác phẩm của mình được không ạ? Wow. Hôm nay mình rất là vui được đứng đây và được tham gia chương trình của mình. Và hôm nay mình mang lên một tác phẩm, đó là Tình yêu của sư tử. Và hy vọng rằng với tình yêu này thì con người chúng ta cũng sẽ có nhiều tình yêu đẹp hơn, sẽ lan tỏa được những cái tinh thần tình yêu đó đến với tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn phần trình diễn cũng như là món quà rất là tuyệt vời đến từ anh Hồng Minh ạ. Và cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành thời gian đến với chương trình Sự Thật Thật Sự ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ. Và với phần trình diễn vừa rồi thì chúng ta sẽ tổng kết lại vòng 2 ha. Đội ở trển nè. À, dù mình lựa chọn cũng đúng đó, nhưng mà có vẻ như là sự thống nhất giữa đội chơi với lại các bạn khán giả nó vẫn không phải là cao nhất như là đội ở trỏng. Cho nên là hiện tại bây giờ sau qua 2 vòng thì ở trển chỉ có 10 điểm mà thôi. Nhưng mà đừng có buồn, còn rất là nhiều cơ hội cho các bạn lấy về điểm số nhé. Ở trỏng. Dạ. Bây giờ các bạn đã phải gọi là vượt lên rồi đó. 20 điểm tạm dẫn đầu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 của Sự Thật Thật Sự. Và với vòng 3 của chương trình thì Trang mong rằng là hai đội sẽ dùng nhãn quan của mình nha, quan sát thật là kỹ. Ở trên màn hình sẽ có những đoạn trích trong những bộ phim, và nhiệm vụ của các bạn là phải quan sát thật kỹ những gì diễn ra ở trong đoạn trích để chúng ta có thể trả lời những câu hỏi liên quan đến đoạn trích đó. Và đoạn trích xin được phép bắt đầu. Bà ơi, bà ơi bà, chết rồi. Cái gì vậy? Người ta đang chơi làm hết hồn hết vía, mày lúc nào cũng lanh chanh lóc chóc, có chuyện gì nói. Dạ, con heo nhà mình. Con ở ngoài vườn, nghe tiếng heo kêu gần gốc cây gãy. Con ra thì thấy ông thổ địa đang bắt con heo mình lôi xuống đó. Con nắm lại được cái đuôi. Bà ra cái phụ con đi. Trời mất con rồi. Con buông tay ra là bà chụp liền cái đuôi nha. Phụ con, kéo, nhanh lên, phụ mẹ, kéo. Và câu hỏi như sau, trong tình huống tiếp theo, theo các bạn, bà bá hộ có cứu được con heo hay không? Cứu không có được. Tại do bà giật đứt cái đuôi con heo mà sao cứu được. Con heo thì nó chui xuống dưới đó rồi. Bây giờ bà giật một cái đứt cái đuôi. Đến bây giờ đi, con heo con người ta chui xuống rồi mà nghĩ làm sao. Mà khi mà con heo nó rơi xuống vô một cái chỗ nó nứt nó nè, là nó chui vô đất nó lấp này rồi. Mà bây giờ giật lên một cái đứt cái đuôi. Mạnh quá, đứt cái đuôi con heo. Đứt cái đuôi rồi, con heo nằm dưới. Rồi làm sao bà cứu được? Khó cứu lắm. Muốn cứu là phải đào cái con heo lên. Mà mọi đúng người... không? Mọi người ơi, đây là cái phim cổ tích là Thằng Cuội, là thằng chuyên môn lừa bà bá hộ. Hai mẹ con bà bá hộ thì luôn luôn bị lừa, cả ông bá hộ cũng bị lừa. Con heo làm sao nó chui xuống đất mà ông thổ địa bắt nó đi mà nắm cái đuôi giật lại. Cứu được con heo bởi vì thằng Cuội nó đang lừa, nó cắm cái đuôi heo xuống đất thôi. Chứ làm sao con heo chui xuống được đó. Khi bả giật lên bả bắt đầu bả biết nó lừa, bả đánh nó một trận thừa sống thiếu chết thì phát hiện ra con heo vẫn còn ở ngoài chuồng mà nó đang nhốt, nó giấu lại. Rồi nó lừa bà nó định bắt con heo đi cho lũ trẻ ăn. Và cái này không phải là Cuội gian xảo mà là cái gì nha. Bởi vì là Cuội hơi láo cá đó xíu thôi, thông minh đó xíu thôi, đó lém lĩnh đó. Nói nghe nè, sai rồi. Tại vì trong chuyện cổ tích đó là để cho con nít nó xem. Mà con nít nó xem thì học như vậy là bị sai, tính không có tốt đó. Hiểu không? Ăn cắp con heo hoặc là mất con heo thì phải đã báo là làm mất con heo. Chứ ai đâu đi mà gian xảo rồi dựng chuyện trong rồi ba que. Nhưng mà đây là phim Thằng Cuội. Thằng Cuội người ta nói là nói dối như Cuội.
Nó nói là con heo chui xuống đất, mà cái ông nào mà ông thổ địa, ông thủy tề nào mà bắt được con heo mà chui xuống đất. Thì tôi biết rồi, là phim của thằng cuội tôi biết rồi. Hai đội chơi nè, nếu mà khi mà lắng nghe sự biện luận đến từ hai ban biện luận chúng tôi, khi mà các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy giơ tay lên nè, để cho trai được biết nha. Dạ vâng. Rồi xin mời các bạn hãy hỏi thoải mái. Không, xin không, không, mình cứ lên đây đi, các bạn cứ hỏi. Ngoài ra con nhờ một chút không ạ? Làm con heo hả? Ngoài làm heo giùm con. Cái đuôi heo đấy đó hả? Ngoài làm heo giùm con rồi. Còn Khuya. Trời đất ơi, mày nghĩ sao vậy trời? Mà chui xuống làm sao con giật thử thôi. Trời đất ơi. Cái gì cũng nhờ em hết đi. Xong em làm con heo cho. Vậy đi. Mặc dù em tủi rắn làm heo cũng được, diễn heo mà. Rồi giờ đó nè, em nghĩ đi, rồi con heo nó chui xuống đất nè. Là chui xuống luôn hả chị? Đúng rồi. Ok, chui xuống luôn. Em nghĩ gì nè chị? Rồi đưa. Chị làm nhà bà bá hộ đi, em là con heo cho. Rồi đi làm cụi đi. Rồi. Tại theo em biết đó là cái khúc sau là khi mà phát hiện là cụi bị đánh te tua luôn. Chị em làm con heo cho chị. Chị nhớ đánh. Em làm con heo, em xung phong là con heo. Không, em hợp với cụi hơn, giống giống cụi. Em hợp giống cụi hơn. Em là con heo cho. Nhưng mà là mình đâu có hay nói dối lắm đâu ta. Không. Bây giờ em làm heo đi rồi. Cái đuôi giả thôi. Rồi. Rồi, vì con heo rồi em cắm đầu xuống đất đi. Em cắm đầu xuống đất đi. Cắm đầu xuống đất đi. Đó. Nè, con nói với bà bá hộ nghe. Ta bởi vì á là ông thổ địa, thấy không? Là ổng bắt con heo luôn. Rồi ông cái này là sai. Sai vậy. Con heo này nó đang ở trong chuồng, nó ngồi bên đây nè. Trong chuồng nè, lấy cái lá lắp lại. Con heo này đang nằm mà. Đang nằm y chang như là nàng tiên cá trong là con heo. Con heo nằm vậy. Phải chồng đít lên, chồng cái đít lên. Rồi đó là con heo đó, con heo. Con heo mà cực dữ vậy trời. Nó đang bị đau lại, bị nó cắt đuôi ở đây nè. Rồi để cái đuôi nó lên đây đi. Cho không, nó giống. Không, nếu như vậy thì là nó sẽ lại sai. Bên này. Dạ. Theo sai kịch bản bên này là giấu. Bên này lát diễn rồi giật đuôi con heo sao. Rồi bây giờ nè, cái con đuôi con heo ở đây nè. Rồi kêu bà bá hộ. Bây giờ kéo cái đuôi lên phụ. Con heo nằm kia kìa, rồi diễn nè. Bà bá hộ ơi, con heo nó bị mới gọi là chui xuống dưới đất vậy nè. Bây giờ một mình con không thể nào mà là kéo con heo lên được. Bây giờ bà bá hộ phụ với con đi. Trời ơi, chui hả, chui dạ, hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, phụ nha. Ủa khoan, nhưng mà cái đất vậy rồi con heo nào mà chui nổi? Mày gạt tao phải không? Không thể gạt luôn. Trời ơi, con nó có gạt đâu. Trời ơi, nó thiệt mà. Bây giờ nè, bà bá hộ thử nhìn xuống con heo. Tao cho mày 1 đến 3, mày phải đi kiếm con heo liền cho tao. Con heo ở đâu? Con đã nói là nó nằm ở dưới đất mà. Trời ơi, con không biết mà. Con không biết. Con heo. A, con heo của tao đây. Sao cái vai diễn gì mà nó vô chi vậy? Chỉ nằm vậy thôi á hả? Ê, vậy tính ra làm cụi cũng được đó ha. Ê, nội tâm của em quá tốt khi diễn vai con heo. Nhìn y như con heo không chị? Đúng rồi. Nhìn y như con heo không? Nằm y chang con heo luôn. Ở ngoại với công chúa mời lên đây diễn vai con heo. Em làm con heo cho. Trời ơi, đơn giản như thế này thôi. Con heo là thằng cuội. Ra đây. Em đúng hả? Ra đây coi. Baby Trần ơi, tính ra cái dây con heo là cái dây rất là quan trọng luôn, không có không được. Không có là không có phim đó. Đúng vậy. Đó, con heo. Trời ơi. Xuất sắc chưa? Thấy chưa? Cái màu con heo luôn nè. Cái màu hồng của màu. Trời ơi. Quá hợp rồi. Nhưng mà con heo này đã bị chôn xuống đất. Đó, chôn rồi. À, em sẽ làm cục đất. Cục đất thôi. Còn đây là cục đất. Rồi, con heo đứng lên được rồi đó. Đó, chôn xuống đây. Rồi, giờ diễn sao? Là bá hộ nha. Bà hộ. Bà ơi, bà ơi, con heo của bà nó chui xuống đất rồi bà ơi. Ủa sao con heo nó chui xuống đất được, rồi giờ sao? Trời ơi bà ơi, bà vô bà cùng con kéo lên nha, kéo cứu không thôi nè, nó chết luôn đó. Rồi, kéo. Ủa, con phụ mẹ. Dạ, phụ mẹ. Vô 2, 3. Trời ơi. Trời ơi, rồi, Rồi, bà ơi. Bà ơi, bà làm đứt đuôi con heo của con rồi, con heo nó chạy mất tiêu rồi, nó bị ông Hà Bá, ông gì ông thổ địa lấy rồi. Trời ơi. Ủa bà thổ địa nào bác? Bỏ mất con heo của tao rồi hả? Con heo đó, bà làm mất chứ con làm mất hồi nào? Bà ơi, đứt đuôi rồi, bà quá đứt đuôi rồi. Trời ơi. Tâm lý con heo. Tâm lý con heo là vậy. Tâm lý con heo mà đang là dính ở dưới lòng đất nha, cho nên quý vị không có thấy bà nha. Ơi, đứt đuôi nó, con rồi, bà quá. Kệ đó, nó cứ diễn đi. Đi bác sĩ dùng con đi. Trời ơi. Heo tinh. Rồi, vậy là chúng ta đã thấy được hai tình huống rõ ràng khác nhau rồi đúng không? Là bên đó là khi mà giật cái đuôi heo, đứt cái đuôi heo, đuôi heo đó, heo không bị xuống đất á, là coi như là con heo nó chết ở dưới, sau đó đầu thai hình chưa bắt giới. Ê, tính ra thì cổ tích Việt Nam mình nó cũng đi nhiều nơi quá ha. Tự nhiên đi qua con heo mà làm thiên bồng nguyên soái luôn, ghê. Và các bạn hãy thống nhất ý kiến và cho trai biết sự lựa chọn của các bạn là gì nhé.
chọn ngay hướng tay về phía bài biện luận đó. Và 3, 2, 1, xin mời đội chơi. Trời ơi, sao có thể tin được em, không thể nào luôn. Và bởi vì hai đội chơi chúng ta lại một lần nữa chọn đáp án trùng khớp với nhau. À, các bạn khán giả ơi, hãy cho chúng tôi được biết liệu có bao nhiêu bạn khán giả sẽ đồng tình với ý kiến của đội ở trọng trước tiên ạ. Và đây là số lượng khán giả trùng khớp và đồng ý với ý kiến của đội ở trển. Xin mời các bạn. Trời ơi, sao có 4 người vậy ta? Tội nghiệp quá. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của chương trình Sự Thật Thật Sự. Liệu rằng có giống như là sự lựa chọn của hai đội chơi không nhé? Xin mời đoạn clip. Phụ con, kéo, nhanh lên, phụ mẹ, kéo. Đuôi, trời ơi. Trời ơi, bà bớt mạnh quá, làm đứt luôn đuôi heo rồi. Vậy là nó bị bắt xuống âm phủ, làm heo sữa thui cho Diêm Vương ăn rồi. Như vậy kết quả của đoạn clip đó chính là bà Bá Hộ không hề cứu được con heo. Vậy là sau 3 vòng thi, số điểm đã có sự thay đổi nha. Đội ở trển lại một lần nữa chúng ta không có sự kết nối với lại các bạn khán giả. Dạ. Các bạn chỉ có 10 điểm thôi. Ok. Hy vọng rằng là ở vòng tiếp theo các bạn sẽ được, nếu như mà là lỡ hai đội á mà có lựa chọn kết quả giống nhau và kết quả đó đúng đó, thì các bạn khán giả phía sau lưng mình sẽ ủng hộ nha. Ở trọng ơi, các bạn khán giả đã ủng hộ bạn rất là nhiệt tình và họ đã mang về thêm cho các bạn 10 điểm. Hiện tại bây giờ các bạn đã dẫn đầu với 30 điểm. Và ngay bây giờ xin mời hai đội chơi chúng ta sẽ cùng đến vòng thi thứ tư, là vòng thi cuối cùng của Sự Thật Thật Sự. Và ở vòng này thì mọi thứ nó không còn đơn giản như là 3 vòng trước nữa. 4 thành viên của ban biện luận họ sẽ đứng ở phía trước sân khấu. Nhưng chỉ có một đội ban biện luận là họ có thể trình diễn bài hát không. Còn đội còn lại họ sẽ không trình diễn bài hát này. Và nhiệm vụ của hai đội chơi là phải làm cách nào đó nhìn ra được và tìm ra được đội biện luận nào sẽ trình diễn bài hát không. Rồi bây giờ xin mời âm nhạc ạ. Trời ơi, sôi động quá rồi. Thì ngoại hát cái tông của cái bài gốc hồi nãy hay là ngoại hát một cái tông khác hả ngoại? À con ơi, chương trình là người ta mở là một người một là một kiểu nhá. Còn nếu mà ngoại hoặc là Lâm Trấn Thi mà đội cùng ngoại hát thì sẽ là tông của ngoại hoặc là tông của Lâm Cắn Chi nhá. Chứ đâu có phải là đu bên kia làm sao mà hát được. Ca sĩ mà hỏi tông là sai nhá. Hát phải đúng tông. Dạ, anh tập luyện chắc là
kinh khủng lắm cho cái bài này phải không anh? Ca sĩ người ta mấy chục năm đi hát là còn phải tập luyện à? Khoan, chị có hình nè, hình bìa album nè. Trời ơi, có bằng chứng luôn. Dẫn chính thứ này nè, thua tiếp. Ồ, dạ. Các em phải suy nghĩ nhìn kỹ cái tấm mà hình mà chị Xuân Lan đưa ra là cái album bìa tên là gì? Tình có như không? Còn bài hát là tên gì? Không. Và ngay bây giờ, các bạn lựa chọn ban biện luận nào sẽ trình diễn được ca khúc không một. Các bạn hãy hướng tay về họ nhé. 3, 2, 1, xin mời. Bởi vì hai đội lựa chọn giống nhau, cho nên là lại một lần nữa, chúng ta phải hỏi ý kiến đến từ các bạn khán giả nhé. Đầu tiên ở bên đây nè. Rồi, đội ở trên 15 bạn, rồi. Bên đây thì sao? 10. Vậy là bên đây chỉ có 10 bạn khán giả là đồng ý mà thôi. Và chúng ta sẽ xem liệu rằng sự lựa chọn của hai đội chơi có đúng với lại những gì mà chương trình chúng tôi chuẩn bị hay không nhé. Âm nhạc nổi lên và chúng ta sẽ biết được sự thật thực sự như thế nào. 3, 2, 1, xin mời âm nhạc. Rồi, nhạc tung nhảy. Nghe nhạc cũng nhảy liền, thiệt, tôi bung ghế luôn á. Ê! Xoay tròn tròn đi, đó. Xoay tròn mày nè. Nhìn tròn đâu biết ai hát đâu. Em lên nhảy đi. Em đứng dưới buồn quá. Ê Ê Ê, lát hồi tôi hát luôn là đừng hú hồn nha. Đâu, hết bài luôn nè. Hê, hê. Vô. Hê. Không. Không. Tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa. Không. Ê. Không. Go. Tôi không còn yêu anh nữa. Không, tôi không còn yêu anh nữa. Mấy anh ơi. Chưa đâu, chưa biết đâu, chưa biết. Hay chắc đôi đêm, tình đời còn lắm bon chen. Tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn lắm mê chê. Tình mình có nghĩ gì đâu, tình mình đã lắm thương đau. Tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn là kiếp sau. Không, không, tôi không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa, anh ơi. Vậy là chúng ta đã biết được sự thật. Thật sự không phải là chị Xuân Lan và BB Trần có thể trình diễn được, mà người trình diễn được lại thuộc về đội biên luận của anh Vũ Hà và chị Lâm Khánh Chi. Vậy là sau cả 4 vòng của chúng ta đã trải qua cùng với lại sự thật thật sự, điểm số của hai đội như sau. Đội ở trển, các bạn tạm thời về nhì với 10 điểm. Và đội các bạn với 30 điểm đã là người chiến thắng của sự thật thật sự ngày hôm nay. Một đồng hồ là thật lớn đúng không ạ? Đội ở trống ơi, các bạn đã chiến thắng sự thật thật sự ngày hôm nay rồi. Và phần quà cho các bạn cũng rất là hoành tráng ha. Đội bạn sẽ nhận về một chiếc Smart TV iSlim Pro. Đây, kế bên các bạn 43 inch, chạy hệ điều hành Android 9.0. Đó, rất là hấp dẫn đúng không? Đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asan Zognitin. Dạ, xin mời các bạn. Đội về nhì, vì khá là nhiều lý do, đúng không? Chúng ta, đúng rồi. Mà các bạn cũng đừng có buồn, bởi vì là phần quà các bạn nhận về nó cũng giá trị không kém mà. Đó chính là một chiếc điều hòa không khí iQOO, một ngựa dòng inverter, siêu tiết kiệm điện năng luôn. Xin chúc mừng các bạn.
Và phần quà này cũng đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo của chương trình. Và các bạn khán giả thân mến, chương trình Sự Thật Thật Sự thời lượng đến đây đã là hết. Và chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình với sự phối hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với lại công ty TV Hub. Và hẹn gặp lại các khán giả ở Sự Thật Thật Sự lần sau.